Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cơn bão thứ 5 trong mùa bão Thái Bình Dương và là cơn bão số 2 đi vào Biển Đông trong năm 2023. Cơn bão hình thành vào ngày thứ 2 tuần này, tan vào một ngày hôm qua và kéo dài trong một tuần. Cơn bão này đã gây thiệt hại về người và của cho Philippines và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Sán Đầu, được Cục Khí tượng Trung Quốc xếp vào danh sách 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21. Do không có thói quen đặt tên cho các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão đã gây ra thiệt hại nặng nề cho thành phố Sán Đầu. Một áp thấp nhiệt đới hình thành gần đảo Caroline vào ngày 17 vừa qua, nó di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão cuồng phong, bão băng qua Luzon và đi vào phần phía Bắc của Biển Đông vào 3 ngày sau đó. Sau khi tăng cường thêm, bão đổ bộ dọc theo bờ biển gần thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông và tan nhanh vào ngày hôm sau. Khi nó hạ cánh ở Sán Đầu, một tàu hơi nước của Anh đã đo áp suất không khí trung tâm của nó là 27,53 inch thủy ngân. Tại Philippines, do bão chỉ đi qua khu vực dân cư thưa thớt ở phía bắc đảo Luzon, Philippines nên không gây ảnh hưởng lớn đến địa phương. Tại Đài Loan, tốc độ gió gần Cao Hùng đạt 33 m/s, tổng lượng mưa tại trạm Heng Chun đạt 181,3 mm, tổng lượng mưa tại trạm văn phòng cảng Hoa Liên là 114,1 mm và trạm văn phòng Tai Tung có tổng lượng mưa là 123,2 mm. Các khu vực khác có mưa rải rác, tổng cộng có 36 ngôi nhà ở Đài Loan bị phá hủy hoàn toàn và 168 ngôi nhà bị phá hủy một phần. Về phía Trung Quốc, cơn bão đã tàn phá thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, gió bắt đầu mạnh vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm trước và gió mạnh hơn vào lúc chạng vạng tối. Theo dữ liệu của trạm khí tượng địa phương, tốc độ gió cục bộ tăng lên cấp 8 trên thang đo gió. Chiều cường do cơn bão mang lại cao hơn bình thường ít nhất 4 mét, toàn bộ 150 km đê ven biển đã bị phá hủy, bão cũng mang theo mưa xối xả đến khu vực. Ngoài thủy triều dâng cao, độ sâu trung bình của nước ở thành phố Sán Đầu là 3 mét. Khu vực ven biển bị biển bao phủ khiến nhà cửa bị ngập lụt hoặc sập. Nước biển ùa vào trong vài ngày nên đất không thể trồng trọt được. Một số ngôi làng lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, một số tàu dọc bờ biển bị thổi bay hoàn toàn và một số bị thổi bay hai dặm vào đất liền. Tàu Kai Seng bị thổi bay vào núi Rupeng và tàu Sơn Đông bị mắc cạn trên sườn núi Cẩu Mộc Hàn. Hai chiếc tàu hơi nước nhỏ cũng bị thổi bay đến sườn núi Hậu Khê và Butterfly Crossing ở thành phố Triều Dương. Ngoài việc gây thiệt hại về tài sản, cơn bão còn khiến 40.000 đến 80.000 người ở Sán Đầu. Số người chết này khiến cơn bão trở thành một trong những cơn bão nhiệt đới nguy hiểm nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương, trong khi những cơn bão khác bao gồm cơn bão không tên đổ bộ vào Hải Phòng, Việt Nam và cơn bão Nina và cơn bão không tên đổ bộ vào Trung Quốc những ngày trước đó. Ngoài ra, cơn bão đã được Cục Khí tượng Trung Quốc liệt kê là 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21 do thiệt hại nghiêm trọng mà nó gây ra ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Thành phố Sán Đầu, khu vực xảy ra thảm họa, bắt đầu giải quyết hậu quả vào ngày thứ hai. Chính quyền thành phố Sán Đầu đã cử nhân viên đến hỗ trợ khắc phục hậu quả và kêu gọi sự hỗ trợ từ thế giới bên ngoài. Quân đội và cảnh sát địa phương đã hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự để ngăn chặn cướp bóc. Đồng thời, các tổ chức từ thiện cũng hỗ trợ xử lý các thi thể. Cơn bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố Sán Đầu, gây gián đoạn liên lạc. Cho đến vài ngày sau, nó mới được biết đến rộng rãi và nó đã lan từ nhiều kênh khác nhau đến nhiều nơi. Cuộc chiến ứng phó với thiệt hại do bão, Chủ tịch Lý Nguyên Hồng chỉ phân bổ 50.000 nhân dân tệ tượng trưng để cứu trợ các nạn nhân, nhưng cũng có một số hiệp hội người Triều Sơn trong và ngoài nước đã tích cực quyên góp và đóng vai trò quan trọng trong cứu trợ thiên tai. Sinh ra ở Nam Hải, Quảng Đông, nhưng Khang Hữu Vi sống ở Thượng Hải đã quảng cáo trên thần báo, bán bức thư pháp của chính mình để làm từ thiện và đơn đặt hàng đã nhanh chóng được bán hết. Vu Hữu Nhân, Chu Niệm Tổ và Dương Bạch Thạnh cũng đã bán hàng để giúp đỡ cho công tác từ thiện. Thiệt hại của trận bão này cũng đã báo động cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hồng Kông đã quyên góp gạo và các nhu yếu phẩm khác cho các khu vực địa phương. Chính phủ và xã hội của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản cũng cung cấp cứu trợ thông qua quyên góp. Hội chữ thập đỏ của Hồng Kông và Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng cử các đội y tế đến Sán Đầu. Tổng thống Mexico đã gửi một bức điện chia buồn và Thái Lan cũng quyên góp 5.000 bạt để cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, trong lịch sử về bão tại Trung Quốc có không ít những cơn bão nổi tiếng từng ảnh hưởng đến Sán Đầu. Màu xanh là cây là áp thấp nhiệt đới,
và màu vàng là bão nhiệt đới và bão nhiệt đới nghiêm trọng. Từ đỏ sậm đến đỏ tươi, hồng đậm, hồng sáng và trắng không hiển thị ở đây, tương ứng đại diện cho 5 loại cường độ TI1, TI5 của tiêu chuẩn bão Hoa Kỳ. Tất nhiên, một số cơn bão được liệt kê ở đây không nhất thiết phải gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chúng được liệt kê vì một số địa điểm độc đáo như đường đi kỳ lạ và hoàn lưu lớn. Cơn bão số 3 Viola năm 1969 với sức gió trung bình trong một phút là 130 hải lý một giờ, với cường độ cực đại tương đương 240 km một giờ, đạt cấp 5 trong nhóm bão cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thuộc siêu bão. Khi nó đổ bộ, tốc độ gió duy trì ở trung tâm là 48 m trên giây, tương đương với cấp 15 theo thang Beaufort, thậm chí gió giật mạnh đạt cấp 17. Điều đáng chú ý là cơn bão này là cơn bão đã gây ra nước dâng do bão bất thường tại Ngư Điền Dương. Trong thời kỳ chiều cường thiên văn vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, bờ biển từ Sán Đầu đến cửa sông Châu Giang đã hứng chịu một đợt chiều cường mạnh. Thủy triều và mưa xối xả tạo nên những đợt sóng lớn cao vài tầng, lao thẳng vào đê chắn sóng, nhổ bật gốc cây đa to mấy người ôm. Thủy triều hất tung thuyền máy nặng 5.060 tấn lên bờ, đê chắn sóng cao 3,5 m bị chặn mất 2 m, chỉ còn lại cao 1,5 m. Nước tràn vào thành phố Sán Đầu trung bình là 1,5 đến 2 m. 1.554 người trong thành phố thiệt mạng và 82.381 ngôi nhà bị sập. Siêu bão khổng lồ Uto năm 2001 được biết đến là cơn bão có hoàn lưu lớn nhất thế kỷ này. Bán kính hoàn lưu lúc cực đại lên tới 2.000 km. Khi tiến vào Biển Đông, hệ mây đủ bao phủ cùng lúc Quảng Đông, đảo Đài Loan và quần đảo Philippines. Kích thước hệ thống của nó sánh ngang với cơn bão Thai, cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, cơn bão này không phải là siêu bão như truyền thông thổi phồng mà là bão cấp 1. Thậm chí còn suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi đổ bộ. Bão đổ bộ vào San Juan vào sáng ngày 6 tháng 7 mang theo chiều cường ngày 16 âm lịch đến San Tu, nhưng gió ít ảnh hưởng. Cơn bão số 9107 Ami ngày 19 tháng 7 năm 1971. Cơn bão số 9107 đổ bộ vào Sán Đầu, Quảng Đông, sức gió lớn vùng gần tâm đạt 40 m trên giây, sức gió vượt cấp 12, gió giật lên tới 52,9 m trên giây, vượt qua cơn bão số 6903, giật 52,1 m trên giây, đổ bộ vào Sán Đầu ngày 28 tháng 7 năm 1969. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Sán Đầu kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chịu ảnh hưởng của bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10 đã xuất hiện ở phía đông Quảng Đông và ven biển Phúc Kiến, có nơi sức gió giật cấp 11, 12, trong đó 8 huyện ở Quảng Đông có sức gió vượt trên 12 độ. Đồng thời, Quảng Đông, Quảng Tây và Nam Phúc Kiến cũng xảy ra mưa to đến rất to, mưa xối xả cục bộ. Trong số đó, từ chiều ngày 19 đến sáng ngày 20, lượng mưa ở Phen Xun, Quảng Đông lên tới 276mm và thị trấn huyện trở thành Jianggu với độ sâu 2m ở vùng trũng. Do ảnh hưởng của cơn bão dữ dội và mưa gió lớn, nhà cửa tại những nơi bão đi qua đã bị phá hủy, sập đổ, gây thiệt hại nặng nề. Xưởng bóng đèn mới xây và mái kết cấu kim loại rộng 400m² ở nhà máy Yongsintok, thị trấn Bành Thượng, huyện Trường Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị gió mạnh cuốn lên, xuyên qua tà nhà cao 7m và rơi xuống từ độ cao 100m biến thành đống sắt vụn. Cây bồng gạo hàng trăm năm tuổi ở khu vực đô thị Sán Đầu, hai người ôm không xuể bị gió mạnh bật gốc. Xe container lớn chạy trên đường bị gió mạnh quật đổ, tháp cơ sở số 65 từ Yết Dương đến Sán Đầu bị gió mạnh thổi bay, các sân bay tại Sán Đầu và Hạ Môn phải đóng cửa một thời gian và một số chuyến bay tại sân bay Bạch Vân đã bị hủy. Theo thống kê chưa đầy đủ, 39 huyện và thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, 3,05 triệu hecta hoa màu bị ngập úng và đổ gãy, hơn 200.000 hecta mía bị đổ rạp, 1,1 triệu hecta cây có múi, chuối, bưởi bị hư hỏng nặng, 6 ngôi nhà bị sập, hơn 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hơn 330.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, hơn 80.000 túp lều bị sập, 101 người chết, hơn 5.000 người bị thương và một số lượng lớn đường, cầu, thủy lợi và các phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, 20 quận và thành phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, gần 30.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 150 tàu bị hư hỏng, 1,26 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, giao thông, thủy lợi và các phương tiện liên lạc cũng bị hư hại. GTVC đánh giá cường độ cực đại của nó là 125 knot hải lý mỗi giờ, thuộc về cường độ của 4 loại bão. Cơn bão AB số 9315, nó đổ bộ vào hồi lai Yết Dương năm 1993. Hoàn lưu của cơn bão nhỏ nên phạm vi ảnh hưởng không lớn, nhưng độ dốc khí áp của nó lớn nên gió gần tâm rất mạnh khi nó đổ bộ và di chuyển chậm chạp.
các thành phố ven biển ở phía đông Quảng Đông nằm trong vòng gần 3 ngày dưới cơn bão, nó bị tàn phá nặng nề. GTVKC đánh giá cường độ cực đại của nó là 110 hải lý trên giờ, một cơn bão cấp 3. Điều đáng chú ý là hai ngày sau khi bão đổ bộ, bão Becky số hiệu 9316 đã di chuyển mạnh và nhanh vào khu vực phía bắc Biển Đông. Sau đó đổ bộ vào Chu Hải đến Thái Sơn, gây ra chiều cường nghiêm trọng ở châu Á. Một số thành phố Châu Hải, Trung Sơn, Giang Môn, Macau, Hồng Kông và một số thành phố nằm dưới hình bán nguyệt nguy hiểm do nó tiến nhanh và liên tục có bão cấp 12. Rất hiếm khi Quảng Đông hứng chịu hai cơn bão trong vòng 4 ngày. Bão Bai He được hình thành vào ngày 6 tháng 9 năm 2001 trên bề mặt phía nam biển Hoa Đông. Sau khi lang thang trên biển 9 ngày, nó quay một vòng rưỡi rồi chuyển hướng Tây Nam. Vào nửa đêm, nó đổ bộ vào bờ biển gần Nghi Lan ở phía đông bắc của đảo Đài Loan, đoạn từ Đài Bắc đến Đài Nam. Cơn bão đã tấn công đảo Đài Loan trong gần 50 giờ. Mưa to gió lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người, hơn 20 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Giao thông bị gián đoạn, các cơ sở điện bị hư hại và những ngôi nhà đẹp đẽ bị phá hủy, biến thành bình địa. Trường học bị đóng cửa, thị trường chứng khoán đóng cửa, thảm họa hiếm gặp trong gần một thế kỷ. Đến sáng sớm ngày 19, nó cuối cùng cũng suy yếu thành áp thấp ở Đài Nam do tiêu hao năng lượng nghiêm trọng. Nhưng sau khi đi vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 20, năng lượng và hơi nước đã được bổ sung và nó hoạt động trở lại. Lại mạnh lên thành bão nhiệt đới và di chuyển về phía Tây, đổ bộ trở lại vào bờ biển giữa Triều Dương và Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng và suy yếu thành áp thấp ở Huệ Lai. Với lịch sử tồn tại tới 15 ngày, chúng ta nói rằng cơn bão Lily có lịch sử tồn tại lâu dài. 4 cấp độ mạnh lên, 4 cấp độ suy yếu và thậm chí phục hồi. Thứ nhất đó là bão nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới dữ dội, bão, gió nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới, bão nhiệt đới dữ dội, áp thấp nhiệt đới, tan, rất hiếm gặp. Thứ hai là đường đi kỳ lạ. Sau khi rong ruổi trên biển 9 ngày, nó quay về phía Tây Nam và đổ bộ vào Đài Loan. Sau khi đổ bộ, nó không nhanh chóng di chuyển về phía Tây Nam và eo biển, mà di chuyển về phía Nam trong hòn đảo. Sau khi từ Đài Nam đi vào biển, quay về phía Tây rồi lại đổ bộ vào Quảng Đông, đường đi của bão kỳ lạ như vậy rất hiếm gặp trong lịch sử. Thứ ba là tốc độ cực kỳ chậm, quá trình di chuyển về phía nam của đảo, ở lại trên đảo trong thời gian ngắn, khoảng gần 50 giờ, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Đài Loan. Cường độ cực đại của cơn bão này là 100 hải lý một giờ, cấp bão 3 cấp. Khi đổ bộ vào Triều Dương, nó ở cấp độ một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sán đầu. Cơn bão Dujuan đổ bộ vào Huệ Đông vào tháng 9 năm 2003, bão Dujuan là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Đông Quảng Đông và đồng bằng châu thổ Châu Giang trong thế kỷ này. Lúc cực đại, tốc độ 125 hải lý trên giờ và thuộc loại bão cấp 4, nó vẫn là một cơn bão cấp 3 khi nó đổ bộ. Dujuan nhanh chóng đi qua phía nam sán đầu và mang theo những cơn gió liên tục trên cấp 10 với gió giật trên cấp 12. Cơn bão đã khiến hơn 20 thành phố gồm cả sán đầu treo tín hiệu cảnh báo màu đỏ. Và 7 thành phố bao gồm San Vĩ, Huệ Châu treo tín hiệu cảnh báo bão màu đen. Đài quan sát Hồng Kông đã treo tín hiệu bão số 9. Cơn bão đã tấn công miền đông Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang và nó dự định mở đường cho tín hiệu bão số 10. Nhưng con đường đã bị phá vỡ khi đi về phía bắc sau khi hạ cánh. Bão Dujuan đã đổ bộ 3 lần, lần đầu tiên giữa Huệ Đông và Hải Phòng, sau đó ra vịnh Dayan ở phía đông Thâm Quyến lần thứ 2 và đổ bộ lại lúc nửa đêm ở cửa sông Châu Giang và phía đông Trung Sơn lần thứ 3. Ngoài ra, Dujuan là siêu bão có mắt kép. Còn rất nhiều cơn bão khác không thể liệt kê hết ở đây. Trong số đó, cơn bão đổ bộ vào sán đầu vào tuần vừa qua đã khiến hơn 60.000 người ở sán đầu thiệt mạng, được Đài quan sát khí tượng Trung ương liệt vào danh sách 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.